Thôi cùng xem cái Mai Dạo Rin lùng lực cụ đó nôm này sinh trưởng và phát triển thế nào nha anh em. Thì qua hơn 10 ngày thì bắt đầu cây nó đã bén mầm này, bén mầm lấm phấm đều trên tất cả các chi cành luôn này, mọi người thấy không, mấy cái trắng trắng này, nó trắng trắng xanh xanh là mầm nó. Chung tưới kích rễ được 2 lần, cứ 1 lần mình chia ra là 7 bữa, 7 bữa mình tưới 1 lần, 2 lần sau bọt rỉ, 2 lần kích rễ. Kích thì mình dùng Vingroup và kết hợp với một bịch Comcat đó, chứ không cần Ethonic. Cây bán mầm nó khỏe mạnh rồi, ok luôn. Còn cái cây dạo rin kia nữa đó, cây dạo rin lớn đang là bán mầm ổn định. Rồi, anh em nào mua cặp mai này liên hệ mình nha. Cặp này mình giao lưu cho anh em giá 5 triệu nha anh em. 5 triệu là nguyên cặp á, chứ không phải một cây. Cái này mình để trong mát nha anh em. Để dưới tán cây xoài. Chuẩn bị mình nhử ra nắng lần lần rồi. Nói chung mầm nó đã lên thì mình nhớ ra nắng ok nha anh em. Bây giờ mà cái này thì cũng mới sang vào cái chậu khác cho nó. Như cái này thì cũng sang từ chậu lớn. Chậu lớn mà mình ép vô chậu nhỏ. Thay đất mới. Cái kia cũng vậy, thay chậu mới cho nó. Chậu là chậu 45. Lục lần 45, lục giác. Giá đá mài. Rồi, combo 2 cây 5 triệu nha anh em. 2 cây dầu rin. Form đẹp.